Hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh ủy, sáng nay lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã trao 65 phần quà và 6 tạ gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo của huyện Diễn Châu, trong đó xã Diễn Mỹ có 55 suất và xã Diễn Hải 10 suất. Tổng giá trị của các phần quà hơn 60 triệu đồng do các cán bộ, viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trích một phần lương, thu nhập ủng hộ, đồng thời kết nối kêu gọi một số doanh nghiệp hỗ trợ như Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lâm, Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam và Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An. Trao quà cho bà con, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An mong muốn các hộ nghèo, cận nghèo đón một xuân mới ấm áp, an vui và hạnh phúc.